thì nhà đất đã được cấp sổ đỏ là điều kiện đầu tiên để bên mua yên tâm giao dịch mua bán nhà đất. Nhưng hiện nay khi công nghệ làm giả giấy tờ khá tinh vi, thì dù bạn nhìn thấy sổ đỏ rồi cũng chưa chắc đã yên tâm được 100%. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện giao dịch mua bán nhà đất. Thứ nhất là thực hiện kiểm tra sổ đỏ và các giấy tờ bản chính của người bán. Bạn nên đến tận nơi kiểm tra, so sánh thửa đất, căn cứ trên thực tế với thông tin trên sổ đỏ có khớp hay không. Kiểm tra và so sánh một cách tương đối sơ đồ bản vẽ và thửa đất trên thực tế. Nếu bạn biết xem sơ đồ thửa đất và bản kê tọa độ trên sổ đỏ thì bạn có thể xác định được vị trí dễ dàng hơn. Nếu các bạn không rõ thì có thể liên hệ với cán bộ địa chính cấp xã để biết được thông tin chính xác. Còn để kiểm tra sổ đỏ thật hay giả, giấy tờ gốc như chứng minh nhân dân hoặc là căn cước đăng ký kết hôn của bên bán có thật hay không thì có lẽ cũng khó cho bạn, vì hiện nay thủ đoạn làm giả giấy tờ rất tinh vi và còn phải có các thiết bị giám định chuyên nghiệp thì mới có thể phát hiện được. Tuy nhiên, các công chứng viên thì thường xuyên được tập huấn và có kinh nghiệm về vấn đề này. Mặc dù mức độ kiểm tra không thể chính xác được 100% với kiến thức, nhưng với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của các công chứng viên thì họ cũng có thể kiểm tra được các vấn đề này, nên các bạn cũng có thể yên tâm và chúng ta có thể nhờ công chứng viên thực hiện cái giai đoạn này trong quá trình thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu như mà chúng ta có thực hiện giao dịch mua bán. Thứ hai là bạn cần phải tìm hiểu thông tin liên quan đến quy hoạch của thửa đất, xem là thửa đất có bị dính quy hoạch hay không. Cụ thể thì bạn cần phải tìm hiểu xem ngôi nhà, thửa đất bạn định mua có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào hay không. Khi xem hồ sơ, giấy tờ về sổ đỏ, thậm chí khi đã tra cứu tại văn phòng công chứng thì bạn cũng không thể biết được hết các thông tin là liệu nhà đất mà bạn đang dự định mua có nằm trong quy hoạch hay dự án nào hay không. Người bán hoặc người môi giới có thể không cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực cho bạn. Thậm chí nhiều trường hợp bản thân người bán cũng không biết được nhà đất của mình có nằm trong quy hoạch hay không. Khi nhà đất nằm trong quy hoạch thì nguyên tắc chung là bạn sẽ không được giao dịch chuyển nhượng mua bán, và vì vậy thì đương nhiên bạn sẽ không thể sang tên được sổ đỏ. Nếu như bạn không có đủ thông tin này thì dễ xảy ra những trường hợp ký hợp đồng công chứng, trả tiền xong rồi đến lúc đi làm thủ tục sang tên sổ đỏ thì mới phát hiện là không sang tên được, thì đây là một trong những rủi ro mà bạn cần tránh khi mà thực hiện giao dịch mua bán nhà đất. Thì để mà kiểm tra nhà đất có thuộc trong quy hoạch hay là dự án nào hay không thì bạn có thể liên hệ với cán bộ địa chính hoặc là văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được thông tin cụ thể. Thứ ba là bạn cần tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc là thửa đất có đang bị tranh chấp hay không. Trước tiên bạn cần lưu ý rằng nhà đất có thể bị ngăn chặn và dừng tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, v.v. nếu nhà đất đó đang thuộc diện tranh chấp. Như vậy, nhà đất đang có tranh chấp thì có thể sẽ không làm được thủ tục mua bán nhà đất và sang tên sổ đỏ. Đối với những tranh chấp đất đai đình đám thì bạn có thể dễ dàng nhận biết, nhưng đối với những tranh chấp đất đai tiềm ẩn thì bạn cũng khó lòng mà có thể kiểm tra được. Và đối với những tranh chấp đất đai này thì người bán rất khó để mà người bán có thể trao đổi trực tiếp với bạn, vì có thể họ nghĩ rằng không quan trọng hay là ảnh hưởng gì trong quá trình mua bán. Nhưng thực tế cho đến khi bạn thực hiện giao dịch mua bán hoặc là sau khi mà thực hiện giao dịch mua bán đã chuyển nhượng xong, sang tên xong, bạn tiến hành xây dựng nhà ở và hoặc là bạn chuyển vào ở trong ngôi nhà đó thì sẽ có những cái bất tiện hoặc là sẽ xảy ra các tranh chấp với những người đã có những cái tranh chấp với chủ cũ. Vì vậy, để mà tìm hiểu được đất có tranh chấp hay không thì thứ nhất bạn có thể liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất để mà tìm hiểu thông tin xem là thửa đất này có thuộc diện đang tranh chấp và đang được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hay không. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể liên hệ với những người hàng xóm xung quanh cái thửa đất này để mà trao đổi xem là có ai đang tranh chấp hoặc là có các vấn đề gì mà liên quan đến thửa đất này hay không. Khi đó thì bạn sẽ xác định là thửa đất có được tranh chấp hay không một phần nào. Tiếp theo, thứ tư, một thông tin nữa mà bạn cũng cần phải khai thác đó là xem người bán có đang bị nợ hoặc là đang có thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng nào hay không. Bởi vì thực chất thì nếu như mà người bán đang nợ hoặc là đang thế chấp sổ đỏ tại một ngân hàng nào đó thì có thể
xác định được là người đó đang nợ, đang có nghĩa vụ phải thực hiện với một bên nào đó và có thể liên quan đến thửa đất này. Do đó thì mình cần phải xác định được là thửa đất có đang bị thế chấp hay là người bán có nợ hay không, để chúng ta có thể tiến hành thỏa thuận là trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán thì có xác định là các bên chủ nợ là bên liên quan hay không. Và nếu như mà xác định bên liên quan thì trong quá trình thanh toán hoặc là chuyển nhượng, chúng ta cần phải thanh toán như thế nào? Thanh toán trực tiếp cho người bán hay là thanh toán cho bên chủ nợ, ví dụ là như là bên ngân hàng, vân vân. Thì đối với trường hợp thế chấp tại ngân hàng thì các bạn có thể dễ nhận biết thông qua việc là yêu cầu người bán cung cấp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, để các bạn có thể kiểm tra. Bởi vì thực chất thì nếu như mà sổ đỏ đã được thế chấp tại ngân hàng thì ngân hàng sẽ giữ sổ đỏ đó và người bán sẽ không thể cung cấp được cho bạn bản chính. Do đó thì chúng ta có thể trao đổi được về vấn đề này. Và thứ năm, một thông tin quan trọng nữa mà chúng ta cần phải kiểm tra đó là thông tin cụ thể về người bán. Ví dụ nếu như mà người bán nhà đất là chính chủ, ngoài các thông tin liên quan đến thế chấp thì khi mà bạn tiếp xúc trao đổi với người bán thì các bạn cũng có thể cảm nhận được độ tin cậy và trung thực của người bán. Về vấn đề này thì tùy vào cảm nhận chủ quan của mỗi người, cảm nhận này có thể sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán. Và để kiểm tra thì chúng ta có thể yêu cầu bên bán cung cấp căn cước công dân cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến đất đai, xem là cái giấy tờ về quyền sử dụng đất như là sổ đỏ có phải là tên chính chủ hay không, cũng như là xem là bên bán đã có kết hôn hay chưa, để xem xét trong quá trình chuyển nhượng thì cần những ai ký tên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bởi vì nếu như mà bên bán đã kết hôn mà khi mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu như mà chỉ có một người bên người chồng hoặc là một bên người vợ ký tên vào cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có bên còn lại hoặc là không có giấy ủy quyền, thì khi mà giao dịch thì giao dịch này có thể bị ngăn chặn hoặc là không được thực hiện tại công chứng, bởi vì nó không đủ chủ thể để mà tham gia cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì sau khi mà đã kiểm tra xong các vấn đề liên quan đến thửa đất cũng như là các vấn đề liên quan đến người bán mà các bạn vẫn quyết định sẽ thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó, thì sẽ tiếp tục đến phần là chúng ta cần phải thỏa thuận các vấn đề liên quan với cái người bán, như là về việc thực hiện hợp đồng như thế nào, cũng như là vấn đề đặt cọc ra sao, khi nào thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó những nội dung mà chúng ta cần phải thỏa thuận rõ ràng khi mua bán nhà đất sẽ bao gồm các vấn đề sau đây. Thứ nhất là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cụ thể là bao nhiêu. Ai sẽ là người nộp thuế thu nhập cá nhân cho bên bán, lệ phí trước bạ của bên mua, phí công chứng và các loại thuế phí làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy thì khi chuyển nhượng thì bên bán sẽ là bên phải thực hiện nghĩa vụ là nộp thuế thu nhập cá nhân. Bên mua sẽ có nghĩa vụ là thực hiện đóng lệ phí trước bạ khi mà thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ. Tiếp đó là thỏa thuận về việc có đặt cọc hay không. Nếu như mà có đặt cọc thì sẽ đặt cọc bao nhiêu tiền, đặt cọc thành mấy đợt và thời hạn đặt cọc là bao lâu. Tiếp theo là thời điểm, khi nào thì sẽ giao tiền mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao hết tiền hay giữ lại bao nhiêu tiền khi mà thực hiện giao dịch mua bán. Vấn đề tiếp theo cần thỏa thuận đó là thanh toán bằng tiền mặt hay là thanh toán bằng chuyển khoản, phương thức cụ thể như thế nào. Nếu như mà thanh toán bằng chuyển khoản thì thanh toán vào số tài khoản nào tại của bên bán, được mở tại ngân hàng nào. Tiếp theo là chúng ta sẽ thỏa thuận vấn đề về thời gian, địa điểm ký hợp đồng công chứng cũng như là thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thời điểm khi nào sẽ giao giấy tờ gốc cũng như là sổ đỏ. Thời điểm bàn giao nhà đất trên thực tế, cụ thể nếu như mà giao nhà thì sẽ bao gồm là giao chìa khóa, đồ đạc và những vấn đề khác liên quan, vân vân. Và ai sẽ là người làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Thì ở đây thì các vấn đề này thì chúng ta sẽ có thể thỏa thuận được với nhau, nhưng mà trên cái nguyên tắc là thuế thu nhập cá nhân sẽ do bên bán đóng. Lệ phí trước bạ sẽ là nghĩa vụ của bên mua, và làm thủ tục sang tên sổ đỏ cũng là nghĩa vụ của bên mua.
Đó là trên vấn đề nguyên tắc, còn các vấn đề khác thì chúng ta cũng có thể thỏa thuận. Ví dụ như bên bán là bên phải đóng thuế thu nhập cá nhân, nhưng mà số thuế thu nhập cá nhân này sẽ do bên mua chịu, thì bên mua sẽ giao số tiền thuế thu nhập cá nhân này cho bên bán, hoặc là bên bán ủy quyền cho bên mua đi đóng thuế thu nhập cá nhân, cũng như là lệ phí trước bạ hoặc là thủ tục sang tên sổ đỏ thì đều có thể thỏa thuận được với nhau về vấn đề này. Thì quá trình đề cọc mua bán nhà có thể thực hiện tại phòng công chứng hoặc qua người thứ ba làm chứng. Ở đây thì cái hợp đồng đề cập mua bán nhà đất thì không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên nếu như mà các bên có nhu cầu thì có thể liên hệ với công chứng để thực hiện công chứng cái hợp đồng đề cập chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những thông tin cơ bản khi tiến hành quy trình đề cập cần chuẩn bị sẽ bao gồm: đối với các thông tin của bên bán sẽ bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, chuẩn bị căn cước công dân. Đối với trường hợp đã kết hôn thì cần phải có giấy đăng ký kết hôn. Còn đối với trường hợp độc thân thì có phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu tài sản bán có người đồng sở hữu thì cần phải cung cấp thông tin người đồng sở hữu đó, chuẩn bị sổ đỏ và giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận tình trạng bất động sản hay trích lục, v.v. Còn đối với bên mua thì sẽ bao gồm các thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, căn cước công dân, địa chỉ, cư trú. Và một thông tin quan trọng nữa cần phải chuẩn bị, đó là ghi rõ giá trị của tài sản mua bán, số tiền đặt cọc, thời gian ký hợp đồng mua bán và các hình thức thanh toán, thỏa thuận, bên chịu thuế, v.v.